Xin chào cả nhà, thấy em ngày mới thì trở lại với kênh Xuyên Hiền Vlog cuộc sống ở Việt Nam nha cả nhà. Thì hôm nay mình có bà chị đi chợ thay mình đi chợ cả nhà. Thì hôm nay chị mình đãi cho mình một món ăn đó là bánh canh thịt vịt nha cả nhà. Thì hôm nay mình xin mời cả nhà cùng xem cho chị mình đi chợ mua gì thì cả nhà mua hết cái chợ đem về luôn rồi cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi. Hôm nay chị mình đãi cho mình đây, mình mới dở ra mình hú hồn hú vía cho cả nhà mình tưởng được con sâu. Đây là bánh nha cả nhà. Đây là cái món bánh đầu tiên mà mình nhìn thấy luôn á cả nhà. Mình mới nhìn thấy lần đầu tiên luôn á, bốn mấy năm. Mình hú hồn hú vía, mình tưởng đó là con sâu. Mình giật mình đó. Còn đây là cái món món bánh tuổi thơ cả nhà. Bánh phai mì trộn với sát dừa ha. Cái này phai mì nướng hả? Phai mì hấp hả? Mình không gần lắm cả nhà. Thì đây là những món bánh ăn tráng miệng nha cả nhà. Rồi chị mình mua mấy phần hủ tiếu. Mấy phần hủ tiếu với lại hoành thánh. Để cho mẹ con mình ăn sáng. Rồi đây cả nhà, đây là mấy vô món quan trọng đây. Bánh canh. Cái này 3 kg luôn hả Kiều? Mày đừng nói nấu hết. Không có hai ở nhà mày nấu chừng 2 kg được rồi. Nấu 3 kg ăn không hết đâu. Rồi đây cả nhà. Vịt. Hai con, một con gử vịt cả nhà. Chắc cả 4 kg, 5 kg quá hả? Nhiều ký? 4 kg mấy, gần 5 kg cả nhà, một con gửi vịt. Rồi với lại 1 kg tép bạc nữa, mà tép bự bự không hề ở nhà, tép bự hơn tép mình mua ngày hôm qua. Rồi thêm một mớ lương nữa, hơi lương mình không đụng vô, mình sợ cả nhà. Mình sợ lương. Cá sặc kìa. Ủa, cá sặc này, cá sặc mình mà đồng hả hay nuôi? Cá sặc nuôi, nhưng mà cá sặc dạng như đồng. Cá đồng nuôi phải không? Có 60 ngàn ký hả? Rẻ vậy ta. Ngày hôm qua tao mua cái cá lóc nhỏ nhỏ không mà cả 100 ngàn ký. Thì nó rẻ mới nói đó. Mà hãy gặp phải có cái lưới rồi mua chụp đó, mua về phơi rồi. Mua nhiều phơi hả? Nắng này phơi chừng 2 nắng lại khô queo. Phơi 2 nắng là ngon rồi. Rồi cả nhà ơi, bữa nay cái phần bếp thì chị mình vô chứ mình không có làm hết cả nhà. Mình chỉ là phụ chút đỉnh thôi. Mình không có làm gì nhiều hết trơn. Chị mình làm là mình không có được làm. Rồi mời cả nhà ăn bánh phai mì với mình nha. Còn cái bánh này thì để đây cho cháu mình đi. Mình giật mình. Vịt chị mình cũng làm xong rồi thì bây giờ mình sẽ bắt tỏi lên mình xào hết cả nhà. Xào để mình nấu bánh canh. Chị mình là thợ nấu cả nhà. Còn mình đó là thợ ăn. Ai làm sẵn mình ăn. Mình làm cái gì cũng bằng chị mình đâu cả nhà. Chị mình giỏi lắm. Đây thì mới thịt mình sẽ xào ở đây rồi cho chị mình nấu nha cả nhà. Thôi vịt này vịt chị mình chia làm 2 món nha cả nhà. Một món thì xào mặn. Còn một món ở đây thì đang nấu nước để nấu bánh canh hết cả nhà. Thì mình xào thịt nó cũng săn lại rồi thì bây giờ nó sôi hầm vịt từ bây giờ cả nhà. Thì mới đổ nước cốt dảo vô. Để mình nấu cho nó sôi lên thì nấu bánh canh ăn hết cả nhà. Rồi xong rồi nêm thêm tép nữa. 1 kg tép thì lọc ra còn nhiêu hả Kiều? 1 kg tép lọc ra. Thì chị mình xào tép thì cũng xào sơ ngang hết cả nhà. Rồi mới đổ vô nấu chung với bánh canh luôn. Nấu bánh canh thịt vịt với tép. Rồi cả nhà ơi, cái nồi bánh canh thịt vịt với tôm thì cũng đã chín rồi. Chị mình đang để hành vô thì mình sẽ chuẩn bị mình đi múc đem cho ba mình hết cả nhà. Hôm nay nhà mình sẽ ăn một nồi bánh canh bự như vậy.
quả ngon luôn cả nhà, dừa nhà của mình đó cả nhà. Để nước cốt dừa rồi để hành vô bắt đầu nó thơm rồi Trang ơi, thơm phức nức mũi luôn. Rồi múc đi, đi lấy tô đi. Đây thì hôm nay mình cho ba mình dùng một tô bánh canh này với lại một chén nước mắm thôi nha cả nhà. Một nồi hết hồn luôn cả nhà. Bánh canh thịt vịt quá ngon luôn nè. Nó đọc cái chữa sẵn này có biết đọc không? Nhưng mà người ta báo cho mình biết là cái loại gắn nó rất là độc đúng không? Đây cả nhà ơi, hồi chiến rồi á mình về mình làm nó quá trời luôn, mình dọn dẹp sạch sẽ hết luôn. Xong rồi chiến này mình về y thinh luôn cả nhà. Ba mình mới sửa cái nhà tắm lại cho nên nó đem cát đá ra đổ đầy hết nữa. Còn cái này coi nè, đồ của người ta hư á, nhà của người ta hư á cả nhà. Đồ nhà người ta hư, người ta không để đâu, nhà người ta đem qua người ta gửi. Ở cái nhà mình là chứa đồ hư của người ta không rồi cả nhà. Cái gì hư là người ta đem người ta gửi nhà mình thôi. Mình về thì mình dọn dẹp. Mình làm nha. Mệt luôn. Xong rồi. Tới chừng mình đi lại thì ở nhà y thinh vậy đó. Giờ đầy lại hết rồi. Giờ không biết dọn sao nữa. Rồi mình xin mời cả nhà cùng dùng bánh canh với gia đình mình nha cả nhà. Bánh canh thịt vịt. Ừ, quá ngon. Nhà mình ai cũng vui tính cả nhà. Mày đừng cái chung mày mày biết rồi mày. Dạ rồi không nhăn thôi được. Ủa, bánh canh nè con. Ủa, đứa nào vậy? Con gái cưng. Chị Bình. Chị Bình. Ăn bánh canh con gái. Con chữa bệnh mà có bệnh nhiều khi kêu gia đình không. Gia Linh biết là nó không biết nó tên gì. Ở nhà kêu nó tên lộn xộn hết trơn. Hồi Gia Linh, hồi Tiểu Bình, hồi Kiều Thu. Ừ, không đem cái này qua cho nó ăn hết. Vì nó về nó ăn. Có ai đi bán không? Không đi Kiều. Vô bấn lên cà phê ra cho mẹ rồi. Ấy mẹ đâu vậy? Mua tiếu cho con nữa kìa, tiếu bệnh rồi mua bánh con sâu gì tùm lum hết trơn kìa, rồi hết hồn luôn. Ở bánh con sùng con sâu gì đó. Nóng ăn không cả nhà? Ăn đi. Nè. Ông tính là xin bọc chưa vô hả? Chán
Nó nóng quá cắn không được, không dính. Nó chạy. Cắn được không? Mày cắn được không? Được. Cắn được tự. Con vịt chắc mềm mẻ hết rồi. Hai bữa nay có gió nè, đỡ. Chắc sắp sửa có mưa vậy. Mưa gió là chuyện ông trời trời. Không chừng nào không. Gió chứ không trời. Ông mưa xuống đỡ người ta. Trời ơi, đỡ chỗ mình còn đỡ. Chỗ người ta nước mặn, người ta không có, người ta hứng nước mưa, người ta uống đỡ. Mình thấy rằng người ta đi mấy người YouTube người ta quay lên, mấy người dân người ta xách thùng người ta đi xếp hàng người ta chờ nước, thấy xe nước là hình như mừng. Tại nước chảy đâu đâu cũng tới rồi mà. Thì bái em tắt cái nguồn nước là cả nhà tiêu hết rồi. Nước có đó, nhưng mà ăn uống không được. Chứ không phải không có nước. Để thì con chỉ cần nước mặn mà nó tràn tới đâu thì chết người đó. Nước mặn đây cũng đâu có nói gì nữa đây. Là thêm mưa không có nước. Trái nước rồi đâu có uống được. Ăn uống được. Bởi có mấy cái câu mà kiệt tỷ sân băng. Ấm ngồi bánh căn ấy rồi đi ta ghê rồi ha. Còn bỏ hay nè. Rồi về mình về đây mình làm hả? Ừ, rồi múc qua cho ấy miếng. Ừ. Cái chiều thôi. Mẹ nó còn dai hả? Dai. Rồi người nữa thì sao ăn nổi? Thì ra ăn thấy mềm mà thấy mẹ cắn tưởng là còn dai. Mai mốt làm cho mẹ ăn hàm gan giả. Mẹ phải sợ gan giả. Thôi con cho mượn hàm răng con rồi, gắn khỏi ăn. Nít giờ cái hàm răng thiệt của nó đem cái cưa hết trơn đi gắn nhanh vậy không mà, kỳ cục gì đâu trời mẹ nó. Rồi cả nhà ơi, mình hết một tô bánh canh luôn rồi cả nhà, quá trời ngon. Cái này ăn nhỏ này không ăn mà mình khi
thì mình ăn cũng rồi, mình xin cảm ơn cả nhà đã thương yêu theo dõi video của Xuyên Hiền Vlog từ đầu cho đến cuối nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều, xin chào.